Nam mô A Di Đà Phật. Đây là tiếng chuông nha quý vị. À, nghe rõ không? Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Thu kia nay đã phục tùng, bá gia mới biết người không là ai. Nam mô A Di Đà Phật. Chuẩn bị mình vô cái hang này gọi là hang quân y nha quý vị. Quân y là nghĩa hai thời kỳ chiến tranh, là cách mạng mình đi đánh Mỹ đánh Pháp, là về đây để nằm trị thương. À là trong đây, nhưng mà con nói thiệt nha, nếu mà trị thương thì chắc chắn có người mắc ở trong đây, hy sinh ở trong đây. Dạ. Cho nên là sẽ có những cái bí ẩn. Dạ. Mình cứ vào đây. Dạ. Đi chú ha. Chú ơi, thì ngày xưa cái thời kỳ mà gọi là quân y của mình là thời chống Pháp hay là chống Mỹ hả chú? Nói chung là chống Pháp Mỹ luôn. Cả hai thời kỳ luôn, đều ở đây hết luôn. Dạ. Dạ. Quá rộng luôn chú ơi. Rộng lắm. Nằm ở trong này cả ngàn người đúng không ạ? Một cả ngàn người luôn. Hồi đó mấy ông lót giặt che giặt chạm rồi đó. Nằm chứ đó. Dạ, nằm để nghỉ, để trị thương đó. Dạ. Rộng quá. Cái đường vô đây mà thường ngày nước có ngập gì không chú? Không, nó có cái tháng này à. Tháng này là nước ngập vậy thôi. Bây giờ quý vị lại đây. Mời có ánh sáng lên để gọi xem qua mẹ Quan Tham Bồ Tát. Dạ, tại chỗ này luôn. Dạ, tại chỗ này. Dạ có rồi. Các vị Phật nè, anh em mình nhìn sơ qua cái nha. Thiện bát nhã luôn phải không? Giống như chư tiên chư vị ở đây luôn nè ha, rất là nhiều luôn chứ không phải là một đâu. Mà cái này gọi là cái thiên tạo nha. Dạ. Quý vị nhìn đây, rồi mở ánh sáng lên xem ha. Rồi tôi tắt đèn. Gọi ngay cái bức tượng mẹ Quan Âm. Ở đây là con nhìn thấy là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 người đúng không chú? 4 người đúng không? Con thấy là 4 người đó. Đó. Thì mọi người ơi, mọi người có thể là nhìn kỹ giúp Quan giùm ha. Thì tại sao nó có 4 người như thế này? Thì đây là thiên nhiên tạo dựng và nước á, nó động lại và nó nhiễu xuống hình thù đá voi. Nó mới sáng. Đó. Rồi. Đặc biệt cái khu này nó có thôi vậy hả chú? Nó giống như chiếc thuyền bất nhã vậy ha. Nè, anh qua đây anh coi nghe mua thiệt, anh quay lên. Đó, quay từ từ lên. Đó. Vô đây chỉ quay thôi. Chú ơi, con vô đây thì con thấy hiện giờ á chú, dơi á nó nhiều lắm nha. Con nghe tiếng là nó chiêu. Rộng rồi. Quá rộng luôn chú ơi. Ô. Chú ơi, cho con hỏi nghe chú, ngày xưa trốn trong đây thì bên Pháp với Mỹ có biết là quân mình trốn trong đây không? Biết. Biết luôn hả? Nhưng mà họ vô đây được không? Vô không được. Lý do? Vô là mấy ổng gà miền hết à. Gà miền như là không vô được. Khoan, con đứng ở đây con nhìn cái phong cảnh là đẹp nè. Đứng ở đây mà nhìn là giống như là cái giếng trời mà nó chiếu xuống ánh sáng, mà thêm mà những cái giọt mưa nó chiếu xuống gì đó, quá đẹp luôn. Bên đó gọi là wow. Ánh đèn trời đó. Ánh đèn trời. Để con zoom lại cho mọi người thấy cho nó cận cảnh là ánh đèn trời như thế nào. Đó, ánh sáng nó luồn xuống nhìn khói lơn lan cỏ thêm những giọt nước. Ở đây mà trời thanh bạch quý vị nhìn lên chỗ này như là ánh hào quang mà chụp xuống luôn. Vậy đó hả? Dạ. Nếu mà trời thanh bạch đó nha. Tức là hiện giờ là cái ánh sáng mà nếu mà trời mà gọi trời sáng á là nó chiếu ánh sáng mặt trời xuống đây là nó dội xuống đây luôn. Khoảng 9-10 giờ là trên nó gọi ánh sáng xuống luôn. Đẹp quá, cái cảnh này đẹp quá. Hang quân y nghe mọi người, đến hang quân y là đứng ở đây nhìn cái cảnh đẹp lắm. Nhìn lên trên đó nè, nhìn lên trên đó nè mọi người. Dơi rất là nhiều nha. Ở trên đầu của Quan là rất là nhiều con dơi bay tứ tung. Đây nè, cận cảnh coi mấy con dơi luôn nè. Wow. Còn em thấy ở đây anh Linh, đến đây là con thấy toàn là dơi rất là nhiều ha. Hang động gì anh Linh ha. Ở đây là cái đường này chú. Dạ. Đây là ngư dân mình làm hay là sao ạ?
Ở đây nói chung là cái ông chủ núi ông làm để cho cô bác đi tham quan á. Dạ. À, nè, quay chim đèn bàn luôn nha. Ở đây hả chú? Đây nghe đèn tôi gọi. Chưa nghe chú. Đó, giống chim đèn bàn không? Đó, thấy không? Mắt, mũi, miệng hả ra đó. Dạ rồi. À, hình thức nó giống như gan chim đèn bàn. À, nhưng mà ở đây là cái dây này dây ở đâu ta? Cái dây này dây của cây nào ta? Dây này gọi là dây cây lâm dồ. Từ trên núi nó theo kẽ đá xuống đó. À, nó thòng xuống khi mà mùa tháng hạn cái nó rút nước lên. À, ấp phụ cái cây cho nó sống lâu năm á. À con hiểu rồi, tức là lấy nước từ dưới đây. À, dạ, đưa lên cái thằng ở chạch. Quá trời cao luôn, nếu gì đó cái cây này nó mọc rễ cao lắm ha. Dạ. Dạ. Dạ ở đây là hết hả chú, trong cái khu vực ở đây là hết rồi, mình giờ mình vô phía trong kia ha. Rồi, đi từ từ tới ha. Cái thiên tạo nó có những như là bàn tay Đức Phật Tổ, rồi cục đá đánh nghe tiếng chuông, rồi ông Phước Lộc Thọ, rồi thiền Bát Nhã. À, trao lại trong đây luôn. À, rồi có tiên đồng phụ nữ luôn đó nha. Ô nhiều vậy ha. Dạ. Ở đây là đi là tới nước rồi nè, đi phải cẩn thận nè, không là sụp nè. Đó. Có gì vậy? Anh sao á? Rồi, cái đường này, cái đường này. Rồi, bước xuống đây. Đi theo tôi rồi. Hang Quân Y là nó ngập tới đây luôn ha. À, tới đây rồi, rồi đó. Nhiều nước hả? Tính ra ngập cũng sâu quá chú ha. Sâu á. Nếu mà mấy bạn vào đây á, thì nên săn cái quần lên tới đầu gối luôn. Tại nó ngập rất là sâu, quăng đi mà. Cũng có thể là quăng lùn quá. Con lùn quá. Ý. Đây phải mò mò nè. Dạ. Càng vô sâu nó càng huyền bí chú ơi. Nói chuyện nó âm thanh nó vọng. Chú ơi, mình đi trong đây á, nếu mà tính theo cái cách suy nghĩ của con nha, nếu mà ở đây được đầu tư mà kỹ lưỡng một tí xíu á thì nó giống như là ở Quảng Bình vậy chú, mấy cái hang động Quảng Bình khá là đẹp. Đây cũng nhà nước chuẩn bị đền bù cho cái bài chủ mấy đèn ở đây á. Dạ. Chuẩn bị đầu tư vô đó. Dạ. Có làm dự án rồi. Chứ đây quá đẹp rồi, cái khung cảnh như vậy thì kiếm ở đâu mà miền Tây có được những khung cảnh tuyệt vời như vậy. Con nghĩ là thật sự nghe, nếu mà chịu đầu tư là nó đẹp không thua gì miền Bắc với miền Trung đâu. Tại đây nó có khung cảnh sẵn rồi. Hà Tiên tuyệt vời hết chú ha. Đây, hôm nay cái gì giống nhỏ. À, ông Thọ ha. Phước Độc Thọ đó ha. À, mọi người ơi, đây là ông Thọ nha. Ta gọi là Phước Độc Thọ, và đầu tiên là thấy ông Thọ trước. Đến đây thì là cúng ông Thọ chứ ha chú ha. Đây là những cái thạch nhũ nó tạo thành ông Thọ thôi. Cho nên là mọi người tùy theo cái mọi người tưởng tượng thôi nha. Chứ không phải là ông Thọ là nó ra cái hình thù ông Thọ. Tại vì là có râu nè, cái bộ râu rồi á. Dạ, xuống như vậy. Mà quý vị mình chụp hình quay phim lên là thấy nó rất rõ luôn á. Dạ. À, ở ngoài không gọi chứ chụp hình quay phim rất rõ. Tiếp tục đi vô hả chú ha. À, tiếp tục. Bây giờ đã bằng chưa, đường nó bằng chưa? Chưa, đợi đẳng nó bằng thiếu rồi. Ở đây lúc trước nè, quý vị quay chỗ này. À, lúc trước có Đức Phật mà bị người ta thỉnh rồi. À, ngồi chính từng cò sen luôn đó nha. Dạ. Những này những cái đá thật nhũ giống như tầng mây đấy ha. À, nhưng mà tại sao người ta phải cắt như vậy, người ta đem về, con không hiểu tại sao luôn. Tôi cũng nghĩ chắc về người ta thỉnh về để thợ vậy thôi, thấy không? Dạ. Nè, đi theo tôi nha, đi dưới đây, nó chụp qua đây mấy, đi theo mấy con bao. Quay mấy cảnh này, đưa lên đúng không? Các bạn nhìn theo quang cái tay con nè, đây là rất là đẹp luôn nha. Như lúc trước ở đây là có một ông Phật gọi là Phật A Di Đà đúng không chú? Dạ. À, cuối cùng thì bị cắt cái đó đem về để thỉnh. À, nếu mà các bạn nếu mà đến đây các bạn đừng có vì cái việc đó mà làm cho cái thiên nhiên cảnh quan nó bị mất đi thẩm mỹ nha. Đó là cái sự chia sẻ thôi. Đẹp quá. Quay đi. Dạ, đẹp nè, đi tới đây là thạch nhũ nữa nè. Ôi, một buổi sáng mô so. Hà Tiên, Hà Tiên men như. À, ở đây
tôi hướng dẫn nói chung là cũng mấy chục tỉnh miền Tây đến đây. Đây cũng gọi là bàn tay này, gọi là bàn tay Đức Phật Tổ nha quý vị. Quý vị nhìn nhìn đây, một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, bên đây là năm ngón. Quý vị nhìn rất rõ luôn ha. Cũng gọi là cái đá thạch nhũ, nó tượng trưng ra nha quý vị. Từ tiếp theo thì tới đây cái cục đá này mà tôi đánh nghe tiếng chuông. Quý vị nghe cho kỹ nha. Bắt đầu tôi chuẩn bị tôi đánh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là tiếng chuông nha quý vị. Nghe rõ không? Quá rõ luôn, vô tuyệt vời chú ơi. Nè bây giờ nghe, tới bạn nghe mình đánh nè. Rồi, con đánh nha. Rồi, một chỉ một ngón tay thôi. Một ngón tay thôi, bây giờ Quang thử đánh nha. Đây ngón tay của Quang nè. Chỗ này nè chú ha. Âm thanh nó gây gan giống như tiếng chuông. Bon như tiếng chuông, rất là đặc biệt luôn. Giờ tới cameraman men đánh nè. Cameraman đánh nha. Mô gì là Phật. Đánh vô chỗ này. Còn phía bên đây. Hoàng đánh đi. Rồi phía bên đây nha. Bên đây gọi là bàn tay của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nha. Đi sâu vô được không chú? Không, đứng đây được rồi. Dạ. Đứng đây được rồi. Đứng đây. Bây giờ mình chụp hình quay đi. Đúng rồi. Nói chung là nguyên cái bàn tay chụm xuống như vậy mình tưởng tượng ra là khá là thú vị luôn ha chú ha. Bàn tay của mẹ Quan Âm nó rất chịu. Ở đây có một cái thịt nhũ nữa nè. Tuyệt vời, con biết diễn tả cảm xúc sao luôn. Tuy nhiên cái thiên tạo nè, những cái hang, cái hố này nọ nó tạo, nó thể hiện lên rất đẹp lắm. Dạ. Rồi bây giờ mình đi chở ra ngoài ha. Dạ rồi, chở ra ngoài ha. Trăm vài mét nữa. Còn ở đây là hình thức giống như hai cặp sông mã nha. Sông mã là con ngựa. Chán ổng nè. Lỗ mũi đây, mắt và miệng luôn. Đây ngon và đây ngon. Hai ông sông mã ha, hai con ngựa. Đó là tưởng tượng ra thôi nha. Đây là cái đầu ngựa nè. Đó, hai con mắt bên đây. Dài xuống. Miệng luôn nha, con miệng đây. Miệng đây. Đó. Còn bên đây ngon nữa. Dạ. Gọi là sông mã đó. Mã là ngựa. Rồi tiếp tục mình đi tới nha. Đây một ông nữa nè, ở đây một ông ngựa nữa nè. Quý vị nhìn đây, có cái này bước lên luôn kìa. Dạ. Có gì ở sao cái đường đi xịt cái đèn lên. Mình đi tới nữa nha. Dạ. Chú ơi, hát con nghe bà về Hà Tiên chú. Rồi, hát bài về thuyền Bát Nhã đây luôn nha. Với cái khung cảnh tuyệt vời như thế này là phải có âm nhạc. Đi đây là mưa khá là nhiều, tại nó rỉnh nước. Chú ơi, nếu mà nước này rỉnh là khoảng mấy ngày nó mới hết chú, sau một trận mưa á. Cả tuần luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ sắp sửa tới thuyền Bát Nhã rồi đó nha. Tới thuyền Bát Nhã, mình chỉ đứng ở đây được thôi, không đứng có vô trong đó được thôi. Rồi, dạ, dạ, dạ. Nè, nghe mình nhìn nó giống chiếc thuyền không? Ở trước là cái mũi thuyền đó nha. Dạ. Đây, tôi đang đánh đèn, tôi đang gọi đó. Sau là lái thuyền, thuyền phải có bồm, cái bồm ở trên đó. Thấy không? Nó. Tức là đây là chiếc thuyền Bát Nhã. Dạ. Coi như là cũng do mình tưởng tượng ra thôi chứ không phải là thật là cái thuyền Bát Nhã ha. Dạ, tự trong đá nó hiện gì cũng 90% nè quý vị. Dạ. Tự nhiên luôn ha. Rồi bây giờ sẵn đây là hát con nghe một bài hát về thuyền Bát Nhã luôn nha. Quý vị ha. Xin phép tôi đọc một bài. Đó là một bài của giáo lý của Đức Quỳnh Chủ Chủ. Ngài có nói lên qua chiếc thuyền Bát Nhã. Tôi gửi hai bạn nghe. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dân thổ Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã
cũ mà trần gian. Gió đưa lướt sóng bồm lõn, ước người tu niệm sẽ sang phỉ tình. Đó là tình nhân loại nha cô bác. Thiền bát nhã tay cầm tay lái, cước đưa người khỏi chốn sông mê. Nam mô A Di Đà Phật. Quá hay chú ơi, cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ. Tiếp tục mình đi tới nha. Dạ. Giờ bắt đầu tôi giải thích nha. Nghe nhìn chú kỹ nha. Nếu gọi cái đèn lên, muốn gọi lên gọi. Đây là cái đuôi ổng nè quý vị. Ngay ánh đèn tôi gọi đó. Đó là cái đuôi nha. Tới đây là cái kỳ. Đuôi nè, kỳ nè, lưng nè, lưỡi nè. Hầm găng luôn quý vị. Hầm găng ngay ánh đèn tôi gọi đó. Đây là cái lỗ mũi. Bên đó nhìn qua có cặp mắt luôn. Quý vị nhìn thấy giống ông cá sấu không? Chú ơi, bây giờ cho con nói thêm cái ý kiến của con nha. Thì chú Chính là người rất là chân thành và nhiệt tình. Thì tùy theo cái cách mình suy nghĩ thôi, chú Chính chỉ chia sẻ bằng một cái cách chân thật mà chú Chính cảm nhận. Chú như chú Tính hay nói là giống khoảng 80-90% là do chú Chính cảm nhận. Còn tùy vào mỗi người, bác Công đưa lên là cộng đồng mạng nói là có đó có gì đâu mà cảm nhận 80-90%, bác Công mình bị gầy nữa, khó lắm. Là như vậy. Thật sự là con là nhìn thấy cá sấu rõ ràng luôn đó. Ở trên là có đuôi nè. Đây nè, chú gọi cho mọi người xem. Đó, cái đuôi dài cái đuôi lên nè. Cái đuôi kỳ phải không? Đó rồi, cái kỳ lưng dài nè, xuống. Dạ, lưỡi nè, hầm găng nè, lỗ mũi cặp mắt. Dạ đúng rồi. Nếu mà tôi nói thẳng vào vấn đề, ông này gọi là ông Năm Chèo đúng quý vị. Ông Năm Chèo giống như cá sấu. Bây giờ để tôi chúc cho quý vị một bài nữa nha. Dạ rồi. Bởi Đức Phật có nói qua ông này. Đức Phật nói rằng con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Thu kia nay đã phục tùng, bà già mới biết người không là ai. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chú Chính. Giờ mình đi tới nha. Dạ. Gọi là bàn thờ ông Bác Hùng. Ngày xưa là thời kỳ chưa thời kỳ thì thời kỳ chiến tranh chống Pháp chống Mỹ, là ông ở trong cái hang quân này, là ông cứu những cái đồng đội, những cách mạng để trị thương. Mà hiện giờ ổng đã qua đời thời kỳ lúc thời kỳ Mỹ. Nói chung là cô bác đến đây để thành tâm để dân giấy ổng cầu nguyện ổng là gác linh. Vậy có khi là hết bệnh quả luôn nha quý vị. Bác sĩ Hùng ha. Thì gọi là còn thờ ông bác sĩ Hùng. Ổng là người miền Bắc. Ổng hy sinh thời kỳ chiến tranh đó quý vị. Giờ để tôi đốt cái tinh nhang lên. Bác sĩ Hùng quân y. Chú ơi, đây là cái bệ đá mình đây là có sẵn luôn hả chú ha? Rồi để lên đây. Nhưng mà thật sự khi mà ông tịch, ông mất ở đây á thì xác ông nằm trong đây hay là sao ? Hay là ở ngoài? Theo cái về những người lớn tuổi nói là cái xác ông lúc mà ông ra cứu thương ở một bên ngoài là đem ra ngoài là ông bị thương. Vô đây ông mới vô nằm trong cái hang quân y này, ông mới bị hy sinh. Dạ, hy sinh tại đây. Hy sinh trong hang. Là nằm trên đây luôn ha. Dạ, bị thương là bị thương ở ngoài cái hang. Là ông cứu thương đó. Dạ, dạ. Bây giờ đốt cái nén hương lên để nhớ ơn của bác sĩ đã cứu giúp đồng đội của mình. Dạ. Ở đây nó hình thức giống ông Ba Ba nha quý vị. Ông Thành Tâm Quy nó khác, ông Ba Ba khác. Quý vị nhìn đây, cái dè ông nè. Ở sau có cái đuôi luôn đó, cái đuôi nhọn quắc làm sao luôn quý vị. Bên đó cũng có dè. Ở đây cục đá nó tương trận lên, nó gọi là cái thiên tạo nha, chứ không phải là gọi là cái nhân tạo. Còn những cái trên này, những cái đá thạch nhũ nè, quý vị coi từ cái cảnh bên đây.
Đây quay bên cảnh này, nó rất đẹp luôn, thấy không? Nó từ bên đây dài qua bên đây. Đó. Quý vị mình nhìn cái cảnh này giống như là Vịnh Hạ Long, Đặng Phong Nha vậy không? Dạ. Giống giống không? Tôi thấy là nó cũng hay ná ná vậy không? Nó không có nhiều, nó bự, tuy nhiên thì nó vẫn có những cái khối thạch nhũ nó nhỏ nhỏ gì nhìn cũng tượng trưng được đó chú ha. Rất đẹp. Vậy khách đến đây lại cái núi Mô So này biết rồi là qua năm tới là phải lên cái núi Mô So này nữa. Dạ. Nó là như vậy. À, ở đây hồi trước á, hồi thời kỳ chiến tranh á, dạ, thì cái hang này gọi là cái hang Quyền Đội. Quyền Đội. À, Quyền Đội là những là mấy ông lớn ở đây để làm việc. Dạ dạ. À, cái hang nãy mình đi vừa rồi gọi là cái hang Quân Y. Dạ. À, còn bây giờ đó thì nói chung là cái tâm linh những người ta đi tham quan hoặc đi hành hương thì đến đây rồi người ta đặt cái hang gọi là cái gọi là giống như là cái sông Giang Hà. Bởi vì ở đây là có cái nước này nó rất nhiều nước, cái hang này nhiều nước lắm. Hang này rất là nhiều nước, bây giờ Quang đi á là qua đầu gối luôn nghe, như mấy thằng lùng như Quang là còn qua dữ nữa. Đó, cho nên bây giờ mình sẽ tiến thẳng vào bên trong để mình khám phá cái sông Giang Hà nó rất là đặc biệt như thế nào. Rồi. Gọi là hang Giang Hà ha. Dạ, bây giờ mình chuẩn bị đi ha. Dạ rồi. Quá đặc biệt. Dạ. Ướt quần luôn các bạn. Dạ, nó cũng gần 300 mét. Dạ. Ô, bây giờ chú đứng lại một tí xíu, con hỏi chú tí xíu nha. Nhờ cái mương nè, đi luôn qua đây không có mương nha. Xác này không có mương đúng không? Đây không có mương rồi. Rồi, ở đây mình gọi đèn không thấy gì hả? Thấy chưa? Dạ, có cái mương rất nhẹ qua đây. Quá đẹp không? Xích vô đây được nha. Chú ơi, ở trong đây ngày xưa giờ thì đò mình vô đây nhiều chưa chú? Nhiều. Nhiều anh hả? À, mười mấy năm từ tỉnh mình đây có đi cái này hết. Nhưng mà một số đò thôi chứ đâu phải hết được không? Tại vì con đến đây là cũng là được biết là ít người đến cái hang Giang Hà này lắm. Dạ. À, cũng một đẹp ha. Đẹp quá ha. Đứng đây đẹp đó mọi người. Bây giờ qua đây cho mọi người thấy thử nha. Rất là đẹp luôn. Để quay cận cảnh cho mọi người xem. Wow. Thạch nhũ ha. Dạ, thạch nhũ ở đây ha. Đây là cái kẻ đá hả chú? Cái đá. Thấy hai cái đá nó ghép lại, chúng ta cũng thấy giống hai cái đá nó ghép lại. Cái đá ghép lại thành cái hang này. Nó đúng có rồi. Một lần đó. Cái gì lên đó. Giống như càng ngày nó hai cái đá càng ngày đá nó nở ra rồi nó ghép lại đúng không? Dạ, đúng rồi. Ghép lại thành một cái hang. Rồi mình tiến thẳng vào trong hay chú ha. Rồi mình chuẩn bị đi tới nha. Dạ. Rồi cứ. Ở đây thì con thấy nước nó không có nhiều như đằng kia. Không, nó cũng cao cao lên nè. Đằng kia là nó tới ông luôn á, tới bụng luôn á. Quý vị coi cái cảnh này nó không bằng cái cảnh ở trong cái hang Quân Y phải không? Dạ. Nhưng mà thật sự đây nó rộng quá. Con nghĩ mà nếu mà có một chiếc xuồng nhỏ mà bơi vô đây cũng đặc biệt đó chú ha. Nếu mà sau này mình đầu tư thêm chiếc xuồng đó chú. Có. Có hạn thế thì bơi tập trong đây, ngắm nhìn ở đây là con nghĩ là chạy chiếc xuồng đó chứ, nhưng mà mình đi như thế này thì nó đặc biệt hơn, nó cảm giác được nó hơi nhanh khó đi xíu á. Dạ. Trong này tôi thấy nó cũng đẹp lắm nè. Quá đặc biệt luôn cả nhà mình ơi. Ở đây có con dơi nè, con xuống cỡ con thấy đây con, đây là con mượn cái đèn đi. Qua con dơi. Đây phải không? Mạnh. À không. Ở đây là chỉ là một cái hốc đá thôi, hốc đá thạch nhũ thôi. Lấp lánh nha. Ở đây có như một cái trái gì nè ha, tủa xuống. Ở đây đứng đó nè, ai chắc ai đập đó rồi nè.
trong cái thứ tự nó rất tươi rất ha. Ở đây là chú nói là 400 mét ha. Dạ. Mọi người thấy không? Thật sự ở đây là một cái gọi là cái hang Giang Hà. Đơn giản là nước ở đây rất là nhiều. Nếu mà mấy bạn nữ đi á, thì nên có một chiếc thuyền để đi trên đây thì nó không sợ gì hết. Còn Quang là một người nam hay là những bạn nam mà muốn khám phá là những cái bí ẩn như Quang á, thì hãy đến đây một lần đi. Đi đẹp nhá, mấy bạn phải từ trên xuống dưới Quang nè. Là ngàn phải là cao nha, hãy là tới đây của Quang ước hết luôn. Cho nên là mình Quang nghĩ là tất cả những cái sự tò mò thì mình là một người nam, mình là một cái người thích khám phá, thì đây là những cái nơi mà mình cần phải đi, mình giới thiệu cho cộng đồng mình biết được là à, ở ngoài đây chúng tôi cũng có rất là nhiều hang, không thua gì những các tỉnh miền Bắc miền Trung, nhưng mà chưa được khám phá thôi. Đấy, mong là những cái bạn ở phương xa nếu mà đến với Hà Tiên thì hãy tới đây một lần. Ô đây chị điện nhiều quá nè. Rồi xong hiện giờ đã tới bụng rồi. Nhưng không sao, nãy là chúng ta đúng á, nếu mà đã tìm hồi trong túi để vì trong túi là đã nhớ hết rồi, thôi không bỏ gì trong túi hết. Cameraman ơi, thì giờ có bỏ gì trong túi không vậy? Không, ướp ba lô luôn rồi kìa. Không bao giờ ướp. Cameraman dễ thương lắm mọi người. Bây giờ nói chung là mình vừa đi vừa ca nha. Rồi mình đi vừa ca cho nó thú vị cho mọi người. Vừa ca này tôi sẽ khám phá ca nữa nha. Rồi, quá vui luôn. Mang tên là Lý Phùng Sáu nha. Rồi, đúng luôn. Nãy quý vị mình đi cái hang Nghi là có mấy con dơi nó kêu ở trên đỉnh đúng không? Kêu chết rồi có con dơi chứ gì. Rồi, đúng không? Và chú quay lại đây chú hát cho mọi người nghe luôn trong cái hang Giang Hà. Đó. Rồi về chuẩn bị nha. Rồi, ok. Mùa xô núi đá chặt trình quân đi, đoàn khách vô lịch thăm quan, chống ngang nghe kêu dời kêu vĩ nhất trên đầu. Rồi, càng nhiều không? Trên đây là hay rồi. Mọi người, đây là có một cái du chủ thật rất là đẹp, là thua tình được trên đầu không thôi nè. Nè chú. Anh thân tiên kiều yêu nhau không bao giờ có tôi. Anh nói em một điều mà từ bấy lâu mắt mãi trong tim. Mà giờ đây đã bốn xa màn rồi, anh đâu có còn gì được nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã bỏ thời chút yêu ôm tuổi ấu hồn nhiên để tạo nhân một tiếng đường, một tiếng đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra đây em hiểu được thì em đâu có còn. Thôi cái giúp chọn cái giải thích nha. Dạ. À, bây giờ ở đây giải thích đây là đá kim cương nghe quý vị ơi. Kim cương hả chú? Đây. Nó chót chút xíu à. Kim cương. Như anh Hồng Quang có chút thật vậy đó. Đẹp quá luôn nè, đứng đây là nhìn thấy rõ nè. Đây. Kim cương chiếu nè. Nhưng mà đây là không phải là kim cương nghe, tại vì đó là cái đá nó óng ánh và những cái hạt li ti thôi chứ không phải là kim cương. Cho nên là khi mà mọi người đến đây đừng có lấy tay lấy đá mà đập nó mất đi cái mỹ quan đó, mà nói gì cho mọi người hiểu cái thiên nhiên mà. Dạ đó, kim cương đó nè, đó gọi đẹp lên đó, đó là đá kim cương. Đó, mọi người thấy không, nó lấp lánh kim cương nó chiếu rồi nè. Mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Hiện tại là khi mà quay được cái cảnh như thế này nè, nó xanh nó chiếu như vậy nè, nó rất là đẹp luôn. Hầu như là những ngôi sao vậy chú, nhìn lên trời nè, đó. Rồi, giờ tiếp tục đi thấy nè. Dạ, ở trên đây có hàng trong đây nữa nè, có cái hàng. Ở đây thì không có chiếu kim cương, có cái khúc này thôi nè anh.
chút lá trắng, còn tiếng Nguyên là mo sò. Nhưng mà chính xác nhất mà khi những người bà con du lịch đến đây á, gọi là khu du lịch mo sò. À, ở đây là bà con mà khu du lịch di tích lịch sử mo sò. À, ở đây gọi là khu di tích lịch sử núi mo sò. À, những cái hang mình nãy giờ mình đi á, như cái hang này gọi là hang thứ ba, hồi nãy là hang Củ Quyền, hang Dù Đồng, xong rồi cái mình đi qua cái hang Quân Y, xong rồi mình đi gọi là cái hang này gọi là cái hang đặt cái tên gọi là sông Giang Hà. Bây giờ sắp sửa mình chấu ra ngoài đấy nè. Nãy giờ Cương đi thấy cái cảnh thiên nhiên đẹp không? Thật sự con thì là một người trẻ mà khi đến với hệ thống hang của Mo Sò mình á, con cảm giác được là chỉ có thiên nhiên mới làm được điều đó thôi. Chứ người thường không thấy ai làm được gì đó đâu. Đây là những cái quyền bí rồi, nó thuộc về thiên nhiên tạo dựng rồi. Wow. Các bạn ơi, thì bây giờ đó cũng là quá trưa rồi. Thì hôm nay Quang cũng có một cái cơ duyên rất là hay khi gặp chú Chính để chia sẻ hết toàn bộ cái hệ thống hang Mo Sò ở đây. Đặc biệt là dẫn Quang đi rất là nhiều hang, gọi là quyền bí luôn. Thì đây là những cái tạo tác của thiên nhiên làm nên những cái quyền bí, cho nên là con người không bao giờ làm được. Thì mình nghĩ là trong cuộc đời của mình, nếu mà có những cái lần đi như thế này, khám phá những bí ẩn như thế này, mới cảm giác là mình đã từng vượt qua cái giới hạn của bản thân mình. Thì con hôm nay thì con cảm ơn chú Chính rất là nhiều khi chia sẻ với con rất là nhiều câu chuyện, cũng như là những cái hình thù trên những cái tảng đá gọi là đá voi. Thì con chúc chú Chính thì có được nhiều đòn dẫn ở đây, cũng đồng thời là có nhiều sức khỏe để con có một cái cơ duyên nào đó con đến đây nữa con gặp chú Chính. Mà nói chung nãy giờ chú Chính cũng hướng dẫn thứ nhất gọi là hang Hai Dù Rồng. Tức có bàn thờ của Quyền Chăm Họ. Thứ hai là cái hang Quân Y. Những có cái mầu nhiệm thiêng liêng. Như trong đó những có đức bàn tay Đức Phật Tổ, rồi những cục đá mình đánh nghe bon bon giống như tiếng chuông ở trong chùa. Cũng như có các vị Phật ngồi ở trên, có mẹ Quan Âm, có đó cũng từ trong đá nó hiện ra. Gọi là cái thiên tạo. Thôi bây giờ mình dưới đi cái sông Giang Hà. Cái sông Giang Hà đó ngày xưa gọi là cái hang Quyện Đội. Thời kỳ chưa tiếp thu. Vì cái tâm linh đó. Nói chung mười mấy tỉnh miền Tây có đến đây, rồi cô bác đi thấy cái mầu nhiệm mới đặt gọi là như tắm rửa, rồi có khi về cũng tùy theo cái nhân duyên. Về khi nó hết bình mới đặt cái gọi là cái tâm linh đó mà. Rồi linh quá đi mới đặt là cái sông Giang Hà. Thôi giờ đến đây không có gì hơn, chú chúc cho Quang, anh em Quang và với anh em Bển cũng được về giàu giọt sức khỏe. Nếu có cái nhân viên hoặc là Quang về dẫn giới thiệu các Phật tử hoặc là các cô bác đến đây để viếng qua khu di tích lịch sử núi Mo Sò này. Nó như vậy. Chào các bạn, hẹn các bạn ở video kỳ sau. Mong là mấy bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn thêm chuông để cập nhật những video mới nhất của Quang nhé. Thì bây giờ Quang với chú Chính sẽ đi về. Rồi bye bye nha. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye.